cô chào các con Chào mừng các con đến với kênh học bài ở nhà của cô môn học còn lớp 1 Trong chương trình sách giáo khoa mới bộ sách cảnh diều Các con lật sách ra trang 105 Bài học hôm nay của các con là bài 57 ôn tập Các con theo dõi Hôm nay các con đọc bài Tóm cổ kẻ trộm đọc tiếp cho cô đọc cho cô tóm cổ kẻ trộm tóm cổ kẻ trộm các con quan sát tranh các con thấy à, đây là quả đây là gà gà cổ đây gà gì à đây là gà gà mơ và đây là gà gà tía và gà nhét là con vật nho nhỏ đây. Các con lắng nghe cô đọc bài. Quả ghé xóm gà, gà mơ ngờ ngợ, quả la ca làm gì? Sớm ra, gà tía la om sòm, có trộm, gà mơ thang, có kẻ đã cuỗm gà nhét. Vừa khi đó, thám tử gà cồ tóm cổ quả cả xóm ồ ra nom rõ quả tha gà nhép phỏng theo phong thư trước khi đọc bài các con sẽ lần lượt đọc lại những từ khó mà các con sẽ đọc ngờ ngờ các con đọc lại ngờ 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 tiếp theo gà tía gà tía om sòm om sòm om sòm cuỗm 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 thám tử thám tử thám tử tóm cổ tóm cổ nom rõ nom rõ nom rõ Cô và các con lần lượt đi vào từng câu một. Đầu câu được viết hoa, cuối câu có dấu, dấu chấm. Ta được tính một câu. Vậy thì các con kiểm tra qua bài đọc hôm nay của các con có bao nhiêu câu? Từ chữ quả đến gà một câu. Từ chữ gà đến như ngợ câu 2. Từ chữ quả tới gì câu 3. Từ chữ sớm cho đến chữ sòm câu 4 từ chữ có trộn câu 5 từ chữ gà đến tham câu 6 có để nhét câu 7 từ chữ vừa cho đến quả câu 8 và chữ cả đến hết là câu 9 có 9 câu trong 9 câu này có câu có dấu ngoặc kép như là quả la cà làm gì chữ gì này là câu hỏi cuối câu có dấu chấm hỏi các con đọc to chữ này quả la cà làm gì các con đọc lại các con đọc lại quả la cà làm gì Câu tiếp theo. Trong ngoặc kép có dấu chấm than, đọc nhấn mạnh chữ trộm. Có trộm. Cho con đọc lại. À, giống như la to, có trộm. Câu tiếp theo có trong ngoặc kép. Đây dấu chấm than. Các con cũng nhấn mạnh ở chữ nhé có kẻ đã cuộn gai nhét có kẻ đã cuộn gai nhét các con đọc lại bây giờ cô và các con lần lượt đọc từng câu một các con bắt đầu đọc câu một Các con đọc theo cô. Qua ghé xóm gà. quạ ghé xóm gà. Các con chuyển sang câu 2. Các con đọc lại. Gà mơ ngờ ngợ. Gà mơ ngờ ngợ. các con đọc quả la là cà làm gì quả la là cà làm gì chúng ta chuyển sang câu 4 à các con đọc sớm ra gà tía la om sòm sớm ra Gà tía la om sòm. Chúng ta chuyển sang câu 5. Có trộm. Có trộm. Sang câu 6. À. Các con đọc lại. Gà mơ than. Gà mơ than. Các con chuyển sang câu 7. Có kẻ đã cuỗm gà nhét, Có kẻ đã cuỗm gà nhép. Chuyển sang câu 8. Câu này các con ngắt hơi ở dấu phẩy ở vị trí chữ đó. Vừa khi đó thám tử gà cổ tóm cổ quả. Các con đọc lại. Vừa khi đó thám tử gà cô tóm cổ quả. Các con chuyển sang câu 9. À, câu này các con cũng ngắt hơi ngay dấu phẩy ở vị trí chữ ra. Các con đọc lại. Cả xóm ồ ra nom rõ quà tha gà nhé. Các con đọc lại. Cả xóm ồ ra Tên rõ quả tha gà nhét. Vừa rồi các con đã đặt từng câu một rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang phân đoạn. Đoạn 1 từ chữ quả cho đến gì? Đoạn 2 từ chữ sớm đến nhét, đoạn 3 từ chữ vừa cho đến hết bài. Vậy đoạn 1 của các con có 3 câu, các con đọc Các con đọc quả ghé xóm gà gà mơ ngờ ngợ, quả lá cà làm gì các con đọc lại quả ghé xóm gà gà mơ ngờ ngợ quả lá cà làm gì các con chuyển sang đoạn 2 các con đọc đoạn 2 của các con có bốn câu sớm ra gà tía la om sòm có trộm gà mơ than có kẻ đã cuốm gà nhé các con đọc lại câu này sớm ra gà tía la om sòm có trộm gà mơ than có kẻ đã cuỗm gà nhé. Các con chuyển sang đoạn 3. Đoạn 3 gồm hai câu. Trong này có hai dấu phẩy ở vị trí chữ đó, chữ ra. Các con nhớ ngắt hơi, dấu chấm, nghỉ hơi. Bắt đầu đọc. À các con đọc Vừa khi đó Thám tử gà cổ tóm cổ quả Cả xóm ồ ra Nom rõ quả tha gà nhé Các con đọc lại lần hai Vừa khi đó Thám tử gà cổ tóm cổ quả Cả xóm ồ ra Nom rõ quả tha gà nhé phỏng theo phong thu. Vừa rồi các con đã đọc từng đoạn một rồi, bây giờ cô và các con lần lượt đọc toàn bài. Các con đọc lại theo cô. Tóm cổ kẻ trộm. Quả ghé xóm gà. Gà mơ ngờ ngờ. Quả lá cà làm gì? Sớm ra. Gà tía la om sòm. có trộm gà mơ than có kẻ đã cuỗm gà nhé vừa khi đó thám tử gà cô tóm cổ quả cả xóm ồ ra nom rõ quả tha gà nhé à phỏng theo phong thu các con lắng nghe cô đọc mẫu tóm cổ kẻ trộm quả ghé xóm gà gà mơ ngờ ngờ quả lá ca làm gì sớm ra gà tía la om sòm có trộm gà mơ than có kẻ đã cuỗm gà nhé vừa khi đó thám tử gà cô tóm cổ quả cả xóm ồ ra non rõ quả tha gà nhé vừa rồi cô đã luyện các con đọc toàn bài tóm cổ kẻ trộm bây giờ chúng ta chuyển sang phần nhắc lại tên các con vật trong truyện đây là gà gì các con đây là gà gì à các con nói tên các con vật cho cô. Tranh thứ nhất, gà cô đọc cho cô. Gà cô. Tiếp theo, quà. Gà tía. Gà nhép. Gà mơ Các con đọc lại cho cô Gà cô Quà gà tía gà nhép gà mơ các con đọc lại gà cô quả gà tía gà nhép gà mơ trong, trong câu chuyện của các con có năm nhân vật đó là gà cô, quả gà tía gà nhép và gà mơ hai tìm từ ngữ thích hợp với chỗ trống rồi ghép lại câu rồi chép lại câu b tìm từ ngữ hợp với chỗ trống rồi chép lại câu b a à, quả kiếm cớ la cà để làm gì để chấm 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 gà nhét các con đọc lại quả kiếm cớ la cà để chấm 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 gà nhét b thám tử gà cồ chấm 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 quả các con lần lượt điền vào cho cô nào vậy câu a sẽ điền tiếng nào tha đúng rồi câu b tóm cổ các con đọc lại mấy câu này quả kiếm cớ la cà để tha gà nhé Câu B. Thám tử gà cô tóm cổ quả. Các con chép lại. Cô B cho cô. Tiết học của các con đến đây đã hết rồi. À, cô chúc các con chăm ngoan học giỏi. Hẹn các con ở tiết học sau chúng ta lại học tốt hơn nữa. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất